Cường, Ngọc Sơn. Đại gia đình dấu yêu ơi, làm sao nói hết những lời trong tôi. Nghĩa tình mấy chục năm trời, Ngọc Sơn ghi khắc suốt đời không quên. Ngọc Sơn xin kính chào các cô chú, các anh chị, các bạn. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Hôm nay Ngọc Sơn thấy là những bà mẹ rất là đẹp, những nụ cười và các cô, những nụ cười nở 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 trên môi, nụ cười ôi xinh quá, mà cái đẹp này toàn thế giới không bao giờ có được. Coi như là Ngọc Sơn xin gửi đến tặng cho các bà mẹ đầu tiên và kính chúc một ngày 20 tháng 10, nghĩa là qua rồi ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay Ngọc Sơn chúc sẽ là mãi mãi là 20 tháng 10 thôi. Với phụ nữ Việt Nam, một sáng tác của Ngọc Sơn mang tên Nước mắt mẹ hiền.
Vâng, Ngọc Sơn xúc động lắm. Thực sự Ngọc Sơn những viết những bài hát này, Ngọc Sơn không nghĩ là mình là một nhạc sĩ. Ngọc Sơn viết những lời còn bằng tình cảm của mình. Nói thật là bài hát này Ngọc Sơn sáng tác nhiều bài hát và Ngọc Sơn đã khóc về cha về mẹ. Chắc chắn là sẽ rơi những giọt mắt thực sự từ trong trái tim. Mà cũng may cho Ngọc Sơn là được đại gia đình dấu yêu cảm nhận được. Và chúng ta như là Ngọc Sơn gọi là đại đình, vì chúng ta đại đình mình sống rất tình nghĩa, tình cảm, cho nên hiểu được những cái điều Sơn nói sẽ cảm động lắm. Sau đây xin gửi đến những người cha rất là đẹp đấy, người ta ngồi đây. Ngọc Sơn xin gửi đến một sáng tác của Ngọc Sơn năm 96 mang tên Cha Tôi.
Vâng, thưa đại gia đình, số Ngọc Sơn thì thực sự quá may mắn. Tại vì Ngọc Sơn yêu cha mẹ đến nỗi giống như một cái cách gọi là cái bệnh thần kinh luôn á. Hồi nhỏ Ngọc Sơn trong chiến tranh loạn lạc thì ba là kháng chiến tập kết ra Bắc thì gặp mẹ, ba là ở Đà Nẵng thì mẹ là ba vào Nam thì là Hà Nội thì là trường đoàn văn công công quân khu 5 và là hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam, mẹ là giáo viên ở Hải Phòng đi dạy Kiến An, sau đó hai người gặp nhau. Nhưng mà trong thời loạn lạc thì nhiều gia đình cũng chia ly tan. Ngọc Sơn may mắn còn bố còn mẹ chăm sóc cho ba đến 94 tuổi. Mẹ bây giờ 75 tuổi vẫn còn khỏe, Ngọc Sơn vui lắm. Nhưng mà cũng thực sự là trong lòng Ngọc Sơn thì không có gì bằng tình cha, mà không có tấm lòng nào tấm lòng người mẹ. Thức trắng đêm nay còn nhớ mẹ nhà mẹ nào ngày tóc ta đêm xưa, ngày đêm nhang em nhất nhà xa chi nắng mưa dại trầu nuôi đàn con nhỏ bà. Qua đi, sớm mai con sẽ nhớ về, con sẽ về gặp lại mẹ yêu. Chỉ nguyện tâm tư khắc khoải. Cảm động quá đại gia đình ơi, nãy giờ phải kèm nước mắt, xin hát nữa. Bây giờ chắc là xin trời đến. Vâng, những bài cha mẹ thì nói thật là thưa với đại đình Ngọc Sơn có một cái gọi là cái giống như là một cái sự nhạy cảm quá mức và yêu cha mẹ nó quá mức nên thành ra viết những bài hát về đến khi đi hát thì mắt chú húp lên. Đôi khi trước đó thì lại hát viết những bài những ca khúc về cha mẹ, đặc biệt là một bài hát này, đó là một sáng tác của Ngọc Sơn gửi đến các cô chú các anh chị các bà mẹ. Bài hát mang tên là Đào Là Con. Con đứng trắng đêm đầu.
con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đơn được là bao. Bây giờ con đã về mẹ cha nơi trên suối trăm mây, ân tình sâu đậm là đây, con luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chứ yêu gì đâu, công cha nghĩa mẹ khắc sâu trong đời. Ngọc Sơn khi được biết đến đến ký hợp đồng với Tuấn 123 công ty, Ngọc Sơn nghe nói chương trình này Ngọc Sơn cảm động lắm, và có lẽ là đây là người anh em thân yêu của Ngọc Sơn, và sẽ mãi mãi là Ngọc Sơn đi theo công ty, đi theo nơi chương trình này, với đi theo những cái đạo làm con, đi theo những cái tình nghĩa về gọi là chữ hiếu phải đội lên đầu và đi. Cảm ơn rất nhiều, Ngọc Sơn hứa từ nay sẽ kết hợp với Tuấn 123 mãi mãi và sẽ cố gắng sắp xếp tất cả những thời gian để đến với những chương trình như là Đạo Làm Con, Nhớ Ơn Cha Mẹ. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Tuấn nha. Cảm ơn đại gia đình. Sau đây là một bài hát ca nhạc, bài hát chúng ta. Một cái bài hát mà Ngọc Sơn sáng tác nhưng mà cũng có chữ cha, chữ mẹ trong đó. Người ta hay nói là xến quá, xến đây, xến nghĩa, xến tình. Tình cảm Ngọc Sơn là rất là xến, hay khóc mà hay nước mắt là tình cảm lắm. Cho nên là Ngọc Sơn đã sáng tác một cái bài gọi là Xến đây, xến nghĩa, xến tình như bóng với hình yêu lắm mình ơi. Một sáng tác của Ngọc Sơn cũng có ghi ơn cha mẹ trong đó, bài hát mang tên Xến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam. Trên đây, trên kia, trên tình như bao vây yêu lòng mình. Mình thấy cái màu cờ Việt Nam mình, I love Việt Nam, đó đá cũng vậy. Đi qua Indo thì 80% là người Việt mình. Người Việt mình tại sao yêu nhau như vậy? Không phải tự nhiên cha mẹ đẻ mà có, là từ hơn 4.000 năm văn hiến. Các văn hiến của quốc gia khác chỉ có mấy trăm năm thôi. Cũng như ở America thì 1776 mới thành lập ra Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nghĩa là vị tổng thống đầu tiên là Washington tộc và đọc cơ lông, thuyên ngôn độc lập tại Philadelphia. Thì là 242 năm, mình là hơn 4.000 năm. Cho nên là tình người Việt mình nó sâu đậm, nó tình cảm, nó thiêng liêng lắm. Cho nên anh em mình yêu nhau mà tình Việt Nam mình là vĩ đại nhất trên thế giới. Một điều tốt đẹp đến với các cô chú, các chị, các bạn, các bà mẹ, các người cha rất là tình cảm, nghĩa tình và rất là đáng trân quý. Xin kính chào, cảm ơn Tuấn 123 đã tạo cho Hồng Sơn có một cơ hội được đến đây, tuyệt vời lắm. Xin chào tạm biệt, xin chúc mọi điều tốt đẹp.